Thì nói chung lúc đầu chỉ mở ra thì làm thì tới đâu, nói chung tới đâu ý tưởng tới đó thôi anh. Chứ thì cũng có học hỏi rồi cũng chút chút, nhưng mà mình dạng mình cũng cắt bên đây miếng bên kia miếng ráp lại thành cái quán. Và các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube Nam Thành Pool & Sauna. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan và trải nghiệm một địa điểm vô cùng độc đáo và thú vị. Đây là một cái mô hình resort mini. Nói là mini thôi nhưng mà thực ra diện tích của nó lên tới 2.000m² lận đó các bạn. Và nó tọa lạc tại thị xã Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Và địa điểm này chỉ mới được đưa vào hoạt động cách đây một tháng thôi. Tuy nhiên đã thu hút được rất là nhiều khách hàng cũng như là các bạn trẻ đến đây để check in và sống ảo. Và bật mí thêm với các bạn một điều nữa, đó là cái người mà lên ý tưởng thiết kế cho cái dự án này và hoàn thành từ A đến Z không cần phải thuê thợ luôn, đó cũng chính là chủ đầu tư của dự án này. Anh hoàn toàn không phải là một kiến trúc sư chuyên nghiệp. Và điều đáng nói là anh chỉ cần dựa vào những kinh nghiệm từ lúc mà anh còn là một thợ phụ hồ. Các bạn thấy độc đáo chưa ạ? Vậy thì điều gì đã làm nên sự khác biệt như vậy? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân mình nhé. Và đây là khu vực cà phê có diện tích khoảng 350m², được chủ đầu tư tự tay lên thiết kế và hoàn thành. Việc có một không gian thoáng và nhiều cây xanh khiến cho chúng ta có cảm giác như là đang đi vào một khu vườn nhỏ xinh vậy. Mặc dù hôm nay không phải là cuối tuần đâu ạ, nhưng mà có rất nhiều những bạn trẻ đã đến và chụp ảnh cũng như là sử dụng dịch vụ đồ uống tại đây. Có thể thấy khi mà chúng ta kinh doanh dịch vụ cà phê, có được một không gian đẹp là điều hết sức quan trọng. Wow! Cảm giác của chúng ta khi mà đặt chân đến đây đó là một cái không gian vô cùng rộng rãi và thoáng mát luôn. Đặc biệt các bạn có thể thấy ở xung quanh chúng ta có rất là nhiều cây xanh. Và những cây xanh này nếu các bạn để ý nhé, chúng được sắp xếp theo một chủ ý, tạo nên một cái cảnh quan rất là thân thiện và rất là gần gũi trong cái ngôn ngữ thiết kế. Và đặc biệt các bạn có thể quan sát ở đây nhé. Đây, vách cổng của chúng ta được trồng những cái hàng cây xương tròn tạo thành một cái hàng rào tự nhiên vô cùng là tinh tế. Với một cái không gian đầy ánh sáng như thế này bằng cách lấy ánh sáng trực tiếp từ bên ngoài vào, và các bạn có thể nhìn thấy là cái tông trắng chủ đạo trong cái phong cách kiến trúc Địa Trung Hải, thì với những cái yếu tố lý tưởng như thế này thì mình tin chắc là các bạn sẽ có được những bức ảnh đẹp nhất cho mà coi. Những công trình kiến trúc và thiết kế nhà ở được ưa chuộng theo hướng không gian sống xanh, thư thái và gần gũi với thiên nhiên. Vì thế, phong cách Địa Trung Hải ngày càng được yêu thích trong ngành kiến trúc như cà phê, resort nghỉ dưỡng. Với không gian thoáng đãng và rộng rãi ở đây, chúng ta có thể thư giãn, giải tỏa căng thẳng hoặc là lên một buổi hẹn hò ở đây cũng rất là hợp lý. Thấy là chủ đầu tư đã sử dụng rất là nhiều màu sắc cũng như là chất liệu tự nhiên trong trang trí, đem đến cho chúng ta một cái không gian vô cùng là yên bình và mộc mạc. Tuy nhiên cũng không kém phần bắt mắt đâu nha. Và mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn, đây là điểm nhấn của công trình này luôn. Và Nam Thành chính là đơn vị đã tư vấn thiết kế cũng như là lắp đặt các cái thiết bị trong hệ thống lọc cho hồ bơi này. Tổng quan khu vực này thì chúng ta có ở giữa là hồ bơi trung tâm, một lớp cây xanh bao quanh và phía ngoài cùng là những chòi cà phê mang đậm tính miệt vườn.
hồ bơi đặt ngay giữa trung tâm của khu resort mini này và có diện tích khoảng 250m², được thiết kế với những đường cong cách điệu. Ở hồ bơi này thì có độ sâu là 1m2, cũng có thể nói là độ sâu an toàn cho cả trẻ em. Dưới hồ bơi thì chủ đầu tư lựa chọn phương án là sơn chuyên dụng màu xanh. Công nghệ này thì giúp chúng ta tối ưu chi phí so với việc ốp đá hay gạch gỗ mosaic. Tuy vậy thì các chủ đầu tư cũng lưu ý là sau khoảng từ 3 đến 5 năm thì chúng ta sẽ phải sơn lại một lần để giữ cho hồ bơi được như mới. Làn nước ở đây rất là trong xanh và Nam Thành là đơn vị cung cấp toàn bộ hệ thống lọc cho hồ bơi này đó ạ. Trên hành lang của hồ bơi cũng rất là rộng rãi, được trang bị nhiều ghế ngồi, ô dù che nắng, phao cứu sinh v.v. cũng được sắp xếp rất là hợp lý. Để đi ra hồ bơi thì chúng ta sẽ đi bộ từ trong nhà hoặc là từ cổng qua những hành lang có rất là nhiều cây xanh như thế này đây ạ. Lại một lần nữa phải khâm phục sự tỉ mỉ cũng như là sáng tạo của chủ đầu tư tại đây. Khi mà phần hành lang cũng được trồng nhiều những cây xanh, có cả những cây lớn và cây nhỏ được sắp xếp rất là có chủ ý. Việc trồng những cây dừa cao bao quanh bể bơi, một phần là để tạo bóng mát tự nhiên và phần khác là khi những bức ảnh của chúng ta được chụp ở khu vực hồ bơi sẽ rất là sinh động. Bước chân ở phần lối bên ngoài cũng rất là chill và những bức ảnh hay video sống ảo của các bạn trẻ cũng đến từ khung cảnh ở khu vực này đó ạ. Và các bạn có biết là việc hoàn thành những chi tiết này chủ yếu là do chủ đầu tư tự tay thực hiện không ạ? Và đó là lý do tại sao mà dự án này phải mất đến 2 năm mới có thể hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng. Một sự tỉ mỉ, sáng tạo và tâm huyết rất đáng để chúng ta học hỏi. Và đây là chủ đầu tư của chúng ta đây ạ. Bây giờ là đã hơn 12 giờ trưa rồi nhưng mà anh vẫn cố gắng tỉ mỉ để hoàn thành hết những cái công việc từ ban sáng. Đây là một cái quầy bar được đặt giữa hai cây dừa, rất là thú vị có đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe một chút chia sẻ của chủ đầu tư cho dự án này nhé. Thì nói chung lúc đầu chỉ mở ra thì làm thì tới đâu, nói chung tới đâu ý tưởng tới đó thôi. Chứ thì cũng có học hỏi rồi, cũng chút chút, mình nhận mình cũng cắt bên đây miếng bên kia miếng ráp lại thành quán. Lúc mà khó khăn nhất là cái hồ bơi anh. Đó là đang làm mưa gió rồi hư hao lâm, khó khăn nhất là cái hồ bơi. Còn ba cái quán cà phê này thì bình thường, không sao hết. Trước đây anh cũng chưa có từng thực hiện những cái dự án như thế này đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Từ nào thì nói chung là làm đi anh chỉ làm nhà thôi, chứ không có làm như này, nhưng mà đam mê lắm. Mình lại có cái đam mê rất là. Nghe mọi người nói là anh tự tay mình làm tất cả mọi thứ ở đây, từng hạng mục cho đến từng cái vật trang trí nhỏ, từng cái ghế luôn. Cũng chính tay anh chọn luôn. Em rất là ngạc nhiên và nể phục anh luôn á. Dạ. Ngày nào mình cũng làm như thế này ạ. Dạ đúng rồi. Và khu vực cuối cùng trong dự án mà chúng tôi muốn giới thiệu đó chính là khu vực chòi cà phê đặt phía ngoài cùng ngay sát hàng rào. Hàng rào ở đây cũng được xếp từ gỗ và cây xanh là một phần không thể thiếu. Mỗi chòi cà phê sẽ rộng khoảng 10m², có chỗ ngồi rất là thoải mái và rộng rãi. Tại đây thì chúng ta có một tầm nhìn ra bể bơi và cây xanh ở xung quanh. Ngồi đây và nhâm nhi một cốc cà phê cũng là một khung cảnh hết sức tuyệt vời có đúng không ạ? Có thể nói chủ đầu tư đã kết hợp khéo léo giữa không gian tươi mới của bể bơi với những thói quen cũ của khách hàng tại địa phương.
Và vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị trải nghiệm một mô hình kinh doanh mới Resort Mini tại Tây Ninh. Và nếu như quý vị đang ấp ủ thực hiện một cái mô hình kinh doanh liên quan đến hồ bơi thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline 0962 890 222 để được tư vấn thiết kế cũng như lắp đặt thi công trọn gói. Và đội ngũ của Nam Thành luôn có mặt ở ba miền đất nước, sẵn sàng giúp quý vị hoàn thành những bể bơi đẹp nhất và ấn tượng nhất cho dự án của mình. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.